Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con máy mài lưỡi bào nha anh em. Mài lưỡi bào này quay dòng máy sao cho anh em xem xíu nha. Thì con máy mài lưỡi bào này mã của nó là 9800 nha anh em. Điện là điện 100V nha. Con này công suất của nó là 205W nha. Dòng tua là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha anh em. Rồi. Này thì đi theo cái máy thì có hai cái cục đá nha anh em, bên đây đá mài ha, bên đây thì đá bùn thôi, đó đá lớn thôi, đó hai bên hai cái cử nha anh em, đó mình về muốn mài mình cử vào anh em, mình mài đá bùn thì tùy mình ha, đó đây. Giờ em test máy cho anh em mình xem ha. Nó hoạt động là ok luôn nha anh em. Máy này là zin nguyên bản hết nha anh em. Từ máy đến đá là zin nguyên bản hết nha. Thì anh em nào quan tâm đến con máy mài lưỡi bào này 9800 này liên hệ em nha. Cảm ơn em.